Tối ngày 21 tháng 10, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe container khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, tại ngã ba giao nhau giữa đường 965 đường vào cảng Cái Mép với đường 1B thuộc tổ 13 khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, xe container mang biển kiểm soát 72LD004XX kéo theo semi rơ móc mang biển kiểm soát 72R010XX do anh NDM sinh năm 1991, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển lưu thông trên đường 965 theo hướng từ cảng Cái Mép ra quốc lộ 51. Khi đến địa điểm trên thì tài xế cho xe chuyển hướng rẽ trái vào đường 1B thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 72E1227XX do anh NTV sinh năm 1992, ngụ thị xã Phú Mỹ điều khiển chở theo sau một nam thanh niên chưa rõ danh tính, đang lưu thông theo hướng từ quốc lộ 51 vào cảng Cái Mép. Cú va chạm khiến anh V tử vong tại chỗ, người ngồi sau xe mô tô bị thương nặng, xe mô tô bị biến dạng dính chặt vào đầu xe container. Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên đang được các cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ.